Hưởng ứng cái đêm thơ Nguyên Tiêu của Bác Hồ thì càng làm cho mình thấy rằng là những cái tâm trạng của mình lại càng thêm thơ thêm. Cái thơ là máu, là thịt. Thơ có thể là để biết người Diễn Châu, người Nghệ An để anh có biết là để cầm, hiểu. Cho em ra tức là trước hết là để hiểu về thơ, thứ hai nữa là cũng để là giải bày những nỗi buồn, nỗi vui. Trong công tác thì chúng tôi là lính, nhưng mà tại sao thỉnh thoảng cũng làm đôi bài thơ, thì chẳng qua đấy là cái khoảng lặng của cuộc đời, là để điều là luôn luôn trình những bài thơ tuyệt vời của mình, nói lên tất cả cảm xúc. Tôi nghĩ rằng đấy là cái máu, cái thịt của quê hương. Thì được lần đầu tiên dự cái đêm thơ này thì càng làm cho chúng tôi thêm xúc động và thêm cảm động, là tự động viên chúng tôi. Thế bài thơ của cháu Ngô Phương Lan ấy thì là tiếng Anh, mà chúng tôi đọc đó thì là cũng hiểu hết và rất sát theo cái góc độ đấy. Nhưng mà vì cách đây mới có 2-3 ngày thì chú Xuân có nói là bây giờ cháu như thế, nhưng mà nếu một cái dịch không ra thì mà vừa là có thể là cũng không ra thơ, và thứ hai đó, nếu mà ra thơ thì nó là theo cái ba hai tiếng thiêng liêng tình bạn làm mát lòng ta, hương sắc ngọt ngào là vị mật ong rừng vàng óng thanh tao. Ôi hai tiếng thiêng liêng tình bạn là vị thơm nồng của mẻ bánh đầu tiên vừa ra lò còn hơi ấm của đêm. Hai tiếng thiêng liêng tình bạn làm trái tim ta biết thổn thức yêu thương, như xuân về ngan ngát sắc hương khi mình bạn thả hồn trong hoa lá. Cùng đầy ắp tiếng chim ca rộn rã muôn muôn năm, ôi tình bạn chẳng phai tàn. Vậy mà tình bạn bỗng tan khi tim bạn vỡ thành hai nửa, thảng thốt lên rằng bạn thân còn đâu nữa, mất đi rồi người bạn tâm giao. Và khi mất bạn tâm đầu ý hợp là lúc thân ta như ngàn mũi tên đâm, để lại thân ta ngàn vết tím bầm. Khi mất bạn tâm đầu ý hợp là vết thương lòng biết thuở nào phai, mất bạn đồng hành ta lẻ loi đơn độc như thể mình không chân không tay. Mà dẫu vậy ôi thiêng liêng tình bạn còn mãi trong ta, trong sâu thẳm trái tim này. Xin mời bác Ngô Quang Xuân trả cái món nợ lúc nãy cho khán giả. Xin mời anh đọc bài thơ. Tức là tôi nghĩ tôi có một nhiệm vụ đọc bài thơ chứ anh nói hát thì chắc là thế để dịp khác. Và cho, lại tiếp tục cho anh nữa. Nếu mà được hát thì tôi hát một bài nữa cũng được. Thế thì chúng ta cũng vừa nghe bài thơ Bành Thành Hoài Cổ của Phủ Ngô Chí. Chúng ta được biết Hoa Hậu Ngô Phương Lan là một trong những người làm công tác từ thiện rất lâu, từ khi sau khi được nhận vương miện Hoa Hậu. Và trong suốt cả quá trình đó thì Ngô Phương Lan, một trong những nhiệm vụ, một trong những việc làm thường xuyên của Ngô Phương Lan là làm công tác từ thiện xã hội. Có thể nói không thể nói đến thành tựu và những kết quả của hoạt động của chị, nhưng vừa qua sau nhiều năm làm công tác từ thiện và là người con của quê hương, Ngô Phương Lan đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tặng bằng khen về kết quả thành tích trong quá trình hoạt động từ thiện xã hội. Hôm nay trong không khí của ngày hội thơ hôm nay và ngay trên mảnh đất quê hương, và hôm nay Ngô Phương Lan về đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Phạm Văn. Xin cảm ơn đồng chí Phạm Văn Thành. Trời đã Tết, khói xanh mờ bùi nước, góc vườn con hoa mận đã đơm khuya, lòng như đất lặng thầm mơ dấu guốc,
cỏ thanh thiên, hoa trắng đời em về. Tôi xin đọc một khúc nữa. Trời tự tin, vừng trán vẫn xanh trong, núi huyền ảo và cây lên lộc biếc. Chúa tự tin trên thánh giá đóng đinh, cây thập tự ngang trời cao chót vót, nghi ngút khói hương vàng quanh cửa Phật. Hoa đài rơi trắng cả sân chùa. Tôi một nửa Nam Mô, một nửa Amen, một phía ngóng trời, một phần ngóng đất. Thân thể tôi như chiếc cột anten, vừa phát sóng, vừa từ mình rì rét. Điều tôi nói, chừng Chúa Trời chưa biết, Phật chưa nghe, và trời cứ làm hình. Tôi nhỏ nhoi tồn tại chính mình, nhân danh một chính mình tồn tại. Sân chùa cứ rùng đầy hoa đài, thánh giá cao chót vót tận vòng mây. Tôi vẫn đi lầm lùi giữa xuân này, mưa bụi thấm lông tơ đầy mặt áo. Mùa xuân thả sắc hồng trong sắc pháo, tôi còn thơ tôi thả với mùa xuân. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn nhà thơ Thạch Quỳ đã cho chúng tôi nghe những vần thơ về mùa xuân. Nó đỏ được rồi, nhớ xem chín mà. Đi. Đấy, bắt đầu mừng nghiệm đi. Chậm đấy, khỏi bía đi nhanh chẳng quan. Đi rất chậm. Mệt quá này. Mệt quá này. Em là điện. Kính thưa các bạn, kính thưa tất cả các bạn, các em, đây là một đặc ân mà ban tổ chức dành cho tôi, bởi vì tối nay là tôi phải ra Hà Nội bay ra để đại diện ca sĩ để một chuyến đi biển quốc tế suốt mười bốn nước là món quà thấp quá đừng học cái chặt. Đây tôi về trước thì tôi cũng rất là về trước để chào mừng ban tổ chức cho tôi cái đặc ân để tôi nói với lời. Vì tôi biết hôm nay về dự đây có rất nhiều mình đi sang đây đây gì. Thế thì thưa các quý vị là thế này, lúc nãy tôi có nói với một số bạn bè mà làm ở các cơ quan nhà nước là đây là một cái kỷ lục Guinness, tức là kỷ lục những sự kiện của quốc tế. Bởi vì không có một trên trái đất này không có một cái cộng đồng nào mà lại gặp nhau. Nhưng mà rất mừng là hôm nay là và những người sáng kiến, và chúng tôi phải nói rằng ngoài các cụ lão thành còn đứng đây thì chúng tôi rất đánh giá rất cao các cái ban tổ chức, mà trong đó có ông Cao Tiến Tá, có ông Ngô Trí Nhân, có ông các vị lãnh đạo của xã, của huyện, của xã ủng hộ hết lòng. Đồng chí Võ là chủ tịch huyện, đồng chí Huệ là bí thư xã Diễn Hạnh ủng hộ hết lòng, và có anh An và có anh Khải là những người mà đã tâm huyết và huy động đóng, và Lê Huy Mậu tại Thụy Sĩ mà đã làm cho cộng đồng người Việt
xúc động hướng về quê hương nhiều. Thì đây là ông đại sứ WTO, là ông Ngô Quang Xuân đấy ạ. Thế thì tôi viết bài thơ thế này. Nghe khúc hát sông quê, chiều về miền tuyết trắng, bâng khuâng lòng thầm lặng, nhớ mẹ thương quê nhiều. Áo cáo trắng bờ á, mái đình cây đa cổ, làng đông qua cầu gỗ, nặng câu hát hẹn hò. Lãng đãng đời ngoại giao, ân tình bao miền đất, vẫn đẹp nhất quê mình, ân tình làng đông phái. Giấc mơ về tràn, giấc mơ về đêm khuya, xứ người đêm ướt lệ, vầng trắng kia ai rẻ, để lời ru nghẹn ngào. Lời ru như thế này. Tôi chắc là tôi không ru được vì tôi có một cái giọng hát, nhưng mà tôi chỉ đọc. Lời ru này cảm động. Rồi tôi ru. Mừng quá. Ru như là ru con, nhưng mà bốn cố ru này. À ơi, đống đồng phải ơi, ta quá nhớ mình, còn đâu quê cũ cho mình nhớ ta. Cội nguồn con cháu trẻ già, giao nhau hơi ấm quê nhà tổ tiên. Nếu bình thường tôi ru, nhưng mà thôi xin phép dừng tại đây vì xúc động quá. Và xin chúc các vị cháu niên và các vị là sang thăm mới hạnh phúc, sức khỏe hạnh phúc. Làng đông phái chúng ta ở bất cứ đâu cũng phải phát huy truyền thống, và chúng ta sẽ xây dựng quê hương mới, và đồng thời hướng về cội nguồn để chúng ta tiến bước cho con cháu noi theo. Tôi xin chân thành cảm ơn. Báo cáo với bà con, cũng vì lý do công việc cho nên đồng chí Nguyễn Minh Huệ, bí thư đảng ủy xã Diễn Hạnh, cũng là một trong những đồng chí cùng với ban lãnh đạo xã rất ủng hộ cái chủ trương của bà con làng nông phái và tạo điều kiện thuận lợi cho công trình được triển khai trong thời gian. Trước hết, thay mặt đảng bộ và nhân dân địa phương xã Diễn Hạnh, xin có lời chào, lời chúc mừng trân trọng tới các vị có mặt hôm nay. Kính thưa toàn thể, ai đó ai đón chị về á. Thưa quý vị, nhờ sự đồng lòng ủng hộ và đóng góp to lớn của bà con anh chị em đồng hương ở các khu vực mà dẫn đầu là hội đồng hương ở Hà Nội, buổi gặp mặt đầu tiên ở bảo tàng quân chủng phòng không không quân, ban liên lạc đồng hương Hà Nội
đã nhận được đăng ký đóng góp của đồng hương là 120 triệu đồng. Tiếp đó, ở Vinh, ở Diễn Châu, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp đồng loạt triển khai. Đến ngày 14 tháng 2 năm 2011, ban vận động đã nhận được nguồn kinh phí đóng góp của 309 gia đình. Thị xã Thái Hòa 14.800.000 đồng, Nghĩa Hội 4.800.580.000 đồng, Quỳ Hợp 2.400.000 đồng và một lư hương trị giá 7 triệu đồng. Tổng kinh phí hiện nay đã thu được 344.330.000 đồng. Ban vận động xin được cô Cao Thị Hải Yến đóng góp 60 triệu đồng. Gia đình ông Ngô Quang Xuân và cháu Ngô Phương Lan đóng góp 15 triệu đồng. Gia đình ông bà Ngô Trí Nhân, Nguyễn Thị Cúc đóng góp 10 triệu đồng. Gia đình các ông Nguyễn Đức Thưởng, Lê Nghiêm, Nguyễn Ngọc Truy, Nguyễn Ngọc Bính, Bà Xuyên, Ngô Xuân Nguyệt, Nguyễn Ngọc Thắng, Cao Thanh Châu, Lê Sơn con ông kế đều ủng hộ 5 triệu đồng. Ở thành phố Vinh, ông Cao Tiến Tá đóng góp 10 triệu đồng. Các ông Ngô Thước, Ngô Điểu, Trần Vân đóng góp 5 triệu đồng. Ở khu vực Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, ông Nguyễn Ngọc Võ và con cháu đóng góp 10 triệu đồng. Gia đình ông Ngô Đại đóng